Chào mọi người, hôm nay mùng 3 Tết rồi, quay trở lại học với mình nha. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khai xuân với việc đó là dịch từ câu tiếng Việt sang câu tiếng Nhật để có thể lên trình tiếng Nhật nhanh nhất nhé. Hôm nay mình đã chuẩn bị được cho các bạn hai câu tiếng Việt mà hôm trước mình nghe trên TikTok hay quá trời, các bạn nghe thử nhé. Khi bạn ở bên một ai đó mà bạn vừa căng thẳng vừa tự ti thì người đó chính là người bạn yêu nhất, đúng không mọi người? Thế còn ngược lại, còn khi bạn ở bên một ai đó mà bạn vừa nhẹ nhõm vừa thoải mái thì người đó chính là người yêu bạn nhất. Ôi hay quá. Hay, thế thì đây là một câu mà mình nghĩ là khi mà chuyển sang bên tiếng Nhật á thì chúng ta với những cái bạn mà tầm từ N3, N2 là hoàn toàn có thể làm được rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dịch nó theo sử dụng những cái ngữ pháp cũng như những cái từ vựng nằm trong khung cái chương trình từ tầm N2 trở xuống nhá. Đầu tiên chúng ta nhìn câu đầu tiên này. Cái bố cục của hai câu này nó khá là giống nhau. Khi thế nào thế nào đó mà bạn thế nào thế nào đó thì người đó thế nào thế nào đó. Chúng ta có ba vế đúng không? Vế đầu tiên là khi, đúng không nào? Khi thì chúng ta cứ dùng là gì nhỉ? Toki thôi, đúng không? Rồi, bây giờ khi bạn ở bên một ai đó, dareka no soba ni iru toki. Ok chưa? Rồi tiếp theo, cái vế thứ hai sẽ là mà bạn vừa căng thẳng vừa tự ti. Thì cái vế này chúng ta sẽ căng thẳng tự ti mình để đã và mình lấy cái đuôi câu, đuôi cái vế này sẽ là shitara. Ok, shitara. Nếu mà bạn thế nào hay nào đó. Được chưa nào? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nốt những cái từ vựng lõi bên trong nhá. Căng thẳng chúng ta có từ rất là dễ rồi, N3 luôn nè. Kincho suru. Ok. Thế còn tự ti, tự ti đây là một cái từ vựng của N2 nhá. Chúng ta có một cái từ là cảm thấy tự ti là detokango kanjiru. Thì chỗ này mình sẽ ghép vào thành nhá, là gì nhỉ? Kincho shitari detokango kanjitari shitara vetari vetari suru ne. Khi mà bạn lúc thì bạn cảm thấy này, lúc thì bạn cảm thấy thế kia. Ngữ pháp toàn của N3 trở xuống đúng không nào? Dễ không? Còn cái câu sau thì dễ rồi. Thì người đó chính là người bạn yêu nhất. Sono hito wa anata ga ichiban aishite iru hito. Ok chưa nào? Sono hito wa anata ga ichiban aishite iru hito. Và bây giờ đến cái cuối cùng này, đó là cái đuôi câu. Trong tiếng Nhật thì thực ra là cái rất là quan trọng nó nằm ở đuôi câu mọi người nhá. Chỗ này mình sẽ sử dụng hai loại đuôi câu. Một có thể là hito nano da, hay là hai là sẽ gì ạ? Toyu koto da. Được chưa nào? Thì trong hai cái này các bạn dùng cái nào cũng được. Trong đó cái nano da thì nó sẽ về mặt ngữ pháp vẫn đúng nhá, nhưng mà nó sẽ hơi có cái cảm giác là nó hơi giáo điều, hơi áp đặt một xíu mọi người ạ. Còn để cho cái câu văn nó nhẹ nhàng hơn, cảm giác kiểu như là sắc thái nó bớt kiểu áp đặt hơn thì các bạn có thể dùng là toyu koto da. Ok chưa nào? Thế về cái câu bên trên sẽ là gì nhỉ? Dareka no soba ni iru toki kinchou shitari dettōkan o kanjitari shitara sono hito wa anata ga ichiban aishite iru hito toyu koto da. Ok, câu số 1. Mọi người có làm được như vậy không? Tiếp tục nhá. Đó, mình dịch theo đúng cái kiểu là rất là gần như là kiểu word by word và nó dùng toàn từ vựng và ngữ pháp mà trong cái khả năng các bạn có thể làm được nhá. Tiếp theo câu số 2. Câu số 2 thì cái vế đầu dễ rồi. Dareka no soba ni iru toki. Thế đằng sau này, vừa nhẹ nhõm, vừa thoải mái, chúng ta vẫn dùng ngữ pháp là tari tari shitara. Ok chưa nào? Thế bây giờ nhẹ nhõm nào, một từ vựng của N2 rất là hay. Iyasaretari. Ok, iyasu. Iyasaretari là mình được cảm thấy là thư thái, thoải mái, nhẹ nhõm nhá. Hay là một cái từ đằng sau à, cũng thấy thoải mái, mình dùng một cái từ khác đi. Đó là gì nhỉ? Kimochi yoku kanjiru. Ok. Ghép vào sẽ là iyasaretari kimochi yoku kanjitari shitara. Ok. Thế còn về sau dễ rồi, về cuối cùng dễ rồi đúng không? Sono hito wa anata o ichiban aishite iru hito nano da. Hay là sono hito wa anata o ichiban aishite iru hito toyu koto da. Ok chưa? Đó nhá. Hy vọng là các bạn đã dịch đúng nha. Ok. Và nếu mà các bạn muốn dịch những câu nào mà kiểu thơ mộng ngôn tình bay bổng như vậy thì lại comment xuống bên dưới để lần sau mình dịch tiếp nhá. Bye bye mọi người.